Xin chào mọi người. Hôm nay thì rất là vui khi mà có một bệnh nhân của em ở trên Tuyên Quang, tức là vượt hơn 100 cây số để về đến Nam Định. Em thì hiện tại đang có một điều trị cho ông. Ông nhà mình là năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ anh ạ? Năm nay 66. Vâng. Thì đầu tiên thì anh có thể giới thiệu về tức là mình đến từ đâu này, địa chỉ mình như thế nào ạ? Anh ở Tuyên Quang, anh từ Hào Phú, xã Hào Phú, huyện Chư Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Theo em được biết đấy, thì là cái tình trạng sức khỏe của ông ấy trước khi mà ông sử dụng cái sản phẩm bên em thì là ông bị bệnh ho khan nặng đến mức độ 4, đúng không ạ? Ông thường xuyên bị đơn cơ khó thở và phải đi bệnh viện thường xuyên đấy. Thì anh có thể nói qua về cái quá trình đã từng đi bệnh viện và đã từng uống những thuốc gì và ông thấy mệt mỏi như thế nào không ạ? Là ông bị bệnh khá lâu rồi. Nhưng mà ông bị tầm 7-8 năm. Nhưng mà uống cái thuốc bệnh viện nó sẽ đỡ trong thời gian nhất định, tôi là không khỏi. Nhưng qua quá trình này thì anh cũng tình cờ anh người bạn của anh cái thuốc về nhà, anh thực sự vẫn anh bác được tư vấn với anh thì anh tư vấn rất là nhiệt huyết cho ông ấy một tháng đầu thì tặng đỡ tiếp tháng hai thì anh tặng sức khỏe của ông rất là chuẩn, ổn định cũng được 80% rồi. Vậy thì là rất là tốt. Ngoài cái sản phẩm thuốc điều trị bệnh viêm phổi tắc nghẽn mãn tính ở bên công ty em ra thì là có rất là nhiều các cái loại thuốc khác, ví dụ như là thuốc điều trị về bệnh xương khớp này, hay là một số tức là ông lúc đầu thì ra thì lúc mà chưa có thuốc này ông rất là khó tập, đang bình thường này mùng 3, mùng 4 Tết anh phải cho cấp cứu đi viện. Thế nên là đang bình thường thì tự nhiên ông đút lên nó không thở được. Thế là dùng cái thuốc này là thì anh cảm thấy bây giờ đi lại bình thường và anh nhìn nó rất là tươi, nhìn nó tươi và khỏe lắm. Anh rất là cảm ơn, thực sự là thuốc là một phần nhưng mà cũng quan trọng là người tư vấn. Là anh cũng yên tâm rồi, của anh chưa khỏi 100% đâu, nhưng mà anh rất là cảm ơn luật sư Vân và bà Tôn Duy Quốc là tạo mọi điều kiện giúp cho thì anh cũng rất là cảm ơn. Thực ra mà nói thì nhìn theo bây giờ là anh là nhưng mà theo em bây giờ có nên dùng tiếp không? Tất nhiên rồi ạ. Bây giờ là ông đang sử dụng đến cái tháng thuốc thứ hai thì em khuyên anh là em dùng lộ trình là 3 tháng liên tục trong vòng 3 tháng. Tháng đầu tiên gần như là tháng thải độc, sang tháng thứ hai thì ngoài ra cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính độ 4 này ạ là cái mức độ bệnh rất là nặng. Thế nên là mình trong cái thời gian mà mình điều trị như này, khi mà điều trị hết 3 tháng ạ, khi mà làm sạch cái lá phổi của bệnh nhân viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, anh có thể cho ông uống dự phòng 1-2 tháng để hồi phục lại chức năng của lá phổi và để là tăng sức đề kháng lên cho ông và ông khỏe mạnh hơn, hồi hơn. Dạ vâng, thế hôm nay thì em rất là vui, rất là vinh dự khi mà anh đi hơn 100 cây số để về đến Nam Định để gặp em, cũng như là nói chung là niềm vui thì nó khó tả lắm, thế nên là em sẽ một dịp nào đấy gần nhất thì em sẽ trở về làng Tuyên Quang để có thể là gặp ông này, gặp anh này và cũng là cho mọi người một năm mới tràn đầy sức khỏe nhé. Cảm ơn quý vị, cho anh vừa nói thăm tất cả các đồng nghiệp trong công ty và cho anh vừa nói thăm chúc các bạn mạnh khỏe. Cảm ơn, rồi em cảm ơn anh.